Chào anh em nhá. Tôi đang đi xuống một con dốc đứng này. Đi qua cái bên kia cái dãy bà con đang phát đây. Khu nó cũng có rất nhiều cây bị chặt đi anh em. Hoa tụ đằng này anh em này. Đây, những cái cây này này. Đấy, nó đang mùa hoa này anh em này. Để lụ cái này lụ đây. Mà từ đằng nó có rất nhiều gốc đẹp nhá. Bên nào trong sưu tầm vài gốc đẹp anh em ạ. Giờ đi xuống bên kia này. Kìa kìa kìa, con gốc hoa tự đằng đẹp phết này. Trong dãy rất nhiều. Những cái gốc bà con chặt vẫn đi. Những gốc đẹp nó có thể tận dụng làm bonsai anh em ạ. Dọc lắm. Có cây vác mình cái gốc này. Đuối luôn. Đi qua một con suối. Ui. Nèo là cái dãy phát này bên kia. Bên này chưa phát này. Ui, hoa tử đằng này. Đấy. Sao chứ hoa luôn, mùa này mùa hoa mà. Nhiều cây lắm. Ô, ngay đây có cây trồng mỏi trâu này. Ui, đẹp lắm anh em ơi. Nhìn này. Đẹp thật. Này. Anh em thấy chất không? Chất lơ nó mấy gốc này. Đấy, những cái gốc bị chặt đây này. Họ chặt hết đấy mà. Chặt nó rụt gì hết. Đủ gốc này ác à. Giờ tôi đi tìm cái con gốc nào nó không có tí quay lại đào gốc này. Đã thật. Đây trước đây cây còn nhiều lắm. Những cái bụi cho mọi. Đấy chặt hết rồi. Bà con họ làm dãy họ chặt hết mà. Anh em theo. Tí lắm. Mình thì đi mót. Bên này. Bên này, gốc bên này mới đã này anh em này. Đấy, nó có một cái thân ở trên này nữa này. Tôi rất thích những cái gốc chỗ này. Nó dính nhau này. Lên trên này. Gốc này chuẩn bị quá đẹp. Giờ quyết gốc này trước anh em ạ. Mấy gốc kia để ngày mai. Thế giờ tôi bấm cái gốc này lên anh em xem vui nhá. Quái lắm, nó chạy ra cả chỗ này nữa. Mấy chút cái thân này thì họ chặt hỏng. Cắt đến đây thì cho nó gọn cây chứ. Như này thì trồng chậu ấy lắm. Giờ tỉa mấy cái cành dưới này để đào cho nó mát. Cắt hai cái rễ bên này là sắp lên rồi anh em ạ. Bên kia chắc còn cái rễ thôi. Cây này giống như cây cầu kiều anh em. Hai rễ bên này. Đi sang bên này. Thân bên này, rễ bên kia.
rất là hay đấy các anh em ạ. Tôi là thích cái kiểu này. Cái này chắc mấy cái thân đơ là chắc tròn cao cao lên xíu anh em ạ. Chả tranh thủ đào tí này nắng. Anh em lên một góc rồi đây. Giờ làm lốp cốc kia anh em ạ. Cố mệt thì mệt luôn. Hai gốc đây. Đây gốc này. Gốc này nó đẹp quá anh em ạ. Giờ tắt máy tắt đào xong rồi tôi quay anh em xem sau. Trồng mà trâu này. Chơi quả sướng lắm anh em ạ. Đây này tôi cập nhật lại cái tròi màu trâu mà mùa quả của nó đây anh em. Mà cái dòng tròi mòi này lá nó rất bóng mà xanh anh em ạ. Quả to. Trồng trên chậu mà khi mình bỏ phân vào mà cây nó tốt thì quả nó dài chùm nó gần cả gang anh em ạ. Đẹp. Nói chung là mỗi loại tròi mòi thì nó có một cái ưu điểm nhược điểm. Tùy từng anh em thích. Đây anh em hai cây lên này. Tôi phải đưa vào cái đòn gánh này để gánh hai cây lên cái dốc vào lại anh em ạ. Cái dãy này nó vừa dốc lắm nè. Nhưng phải đi qua suối. Cái ngoài nó có dễ như này nè. Ok. Tháng sau là những cái màu này nó bật. Những cái gốc mà nó có cành cái này thì vài tháng là nó thành cây bonsai chơi đẹp rồi anh em ạ. Kiểu khá đẹp. 5 thân. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng bài luôn. Cây này thì khay khá đẹp. Quả tròi mòi thì rất to. Như Lộc Vừng tôi có cập nhật tròi mòi trâu trong nhiều video rồi đấy. Anh em có thể tham khảo. Bây giờ cánh lên trên kia thì về.